Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Quý vị nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều công trình quy mô và hoành tráng trên khắp cả nước quý vị nhé. Trong video ngày hôm nay, Khánh Linh sẽ cùng quý vị khám phá một siêu phẩm của Apollo Việt, công trình nhà hàng tiệc cưới tân cổ điển lộng lẫy và hoành tráng tại Vĩnh Phúc, sở hữu khuôn đất rộng lớn với diện tích xây dựng gần 3.500 m², nằm ngay cạnh hai tuyến đường quốc lộ cùng với một biển hồ rộng lớn, tạo nên không gian vô cùng hữu tình, nên thơ. Đây là vị trí đắc địa cho một công trình nhà hàng tiệc cưới, trung tâm tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, khuôn đất có hình tam giác, chính vì vậy việc xử lý kiến trúc sao cho tận dụng được không gian nhưng vẫn phải đẹp về thẩm mỹ là bài toán rất khó. Sau quá trình nghiên cứu, kiến trúc sư của Apollo Việt đã lên phương án biến điểm yếu của khuôn đất thành lợi thế và trở thành điểm nhấn của nhà hàng tiệc cưới. Sử dụng các hình khối giật cấp đối xứng qua sảnh chính, từng lớp xếp lên nhau tạo thành một thể thống nhất rất độc đáo và sáng tạo. Mặt tiền của nhà hàng ôm trọn hai cạnh của hai tuyến đường lớn đã giúp cho công trình khuếch trương được quy mô. Vô hình chung mặt tiền của công trình chính là chiều dài của hai tuyến đường lớn cộng lại, tổng thể đã tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật đông điệu và ấn tượng. Tiếp theo, hãy cùng Khánh Linh khám phá hệ thống sảnh, trụ cột, linh hồn của kiến trúc tân cổ điển. Bức chương sảnh là một điểm nhấn nổi bật, được đắp nổi tinh xảo, cầu kỳ. Kết hợp với đó là những trụ cột vuông tròn kết hợp thể theo thức cột Corinth của Hy Lạp cổ đại. Thức cột sở hữu vẻ đẹp hoa mỹ, kiều diễm với những cánh hoa, cánh lá đối xứng ở đầu cột, thân cột có các rãnh soi mềm mại. Các cặp trụ cột này được bố trí theo quy luật đối xứng, không chỉ mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ mà còn góp phần nâng đỡ bức chương sảnh và tạo ra hình khối vững chắc cho tổng thể công trình. Hệ bậc cầu thang tầng 1, tầng 2 được lát đá cẩm thạch màu đỏ ở giữa, hai bên là đá màu đen vân mây cao cấp, tạo cảm giác như trải thảm đỏ để tiếp đón nồng hậu những vị khách tham dự bữa tiệc. Dẫn lối lên sảnh tầng 2 là hệ thống cầu thang uốn quanh giúp công trình mềm mại và cuốn hút hơn, có cũng là một điểm nhấn ấn tượng cho công trình. Lan can cầu thang sử dụng chất liệu nhôm đúc mỹ thuật, làm tăng nét đẹp hoàng gia. Phía trước sảnh chính là một cặp sư tử đá, biểu tượng của giới quý tộc, không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa phong thủy. Sư tử đá tượng trưng cho sự uy phong, có tác dụng cân bằng âm dương, mang lại may mắn, thịnh vượng. Khoác lên mình màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, công trình hiện lên vô cùng rõ nét, đặc biệt là giúp các chi tiết hoa văn, tượng điêu khắc, bức chương nổi bật, cuốn hút khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được quy mô hoành tráng, bề thế. Phần đế được ốp đá cẩm thạch màu nâu, tạo sự vững chãi, chắc chắn. Hệ thống mái màu xanh đen đi kèm với lan can mái mạ vàng, tất cả đã tạo nên một tổng thể màu sắc hài hòa, tạo ấn tượng thị giác đặc biệt. Hệ thống mái tung man sắc cong giúp công trình bề thế và quy mô hơn, đồng thời tạo nên sự cổ kính cho không gian tiệc cưới. Hệ thống cửa sử dụng chất liệu kính hoa đồng cao cấp, không chỉ có tác dụng lưới sáng mà còn giúp công trình trở nên thanh tao và cuốn hút hơn. Sắc vàng ánh của hoa văn trong kính kết hợp với ánh sáng tự nhiên sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, toát lên sự cao cấp, sang trọng cho tổng thể công trình. Ngoài ra, hệ thống cảnh quan sân vườn được thiết kế tinh tế nhẹ nhàng, kết hợp cùng đài phun nước đẹp mắt đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp của không gian tiệc cưới này. Ngoài vẻ đẹp cuốn hút và sang trọng của không gian ngoại thất thì bố trí công năng của công trình cũng rất khoa học và tối ưu sử dụng. Với sức chứa trên 2.000 khách hàng, việc sắp xếp bàn tiệc bên trong cũng được tính toán cẩn thận, sao cho khoảng cách giữa các bàn tiệc và lối đi thật hợp lý và tối ưu được diện tích sử dụng. Từ sảnh chính bước vào là hành lang sự kiện, rẽ sang trái dẫn lên sân khấu rộng tới 70 m² rất nổi bật và hoành tráng. Bên phải sân khấu là hậu trường rộng 9 m², kế đến là cầu thang thông tầng. Nhà vệ sinh chung được bố trí tiện lợi, tách biệt không gian nam nữ. Hai khối bên cạnh của công trình được sử dụng làm khu phụ trợ. Do quy mô diện tích rất lớn, tập trung rất nhiều người nên chúng tôi đã tính toán rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng nhằm đảm bảo kết cấu vững chắc, an toàn, phòng trợ chữa cháy, an ninh cho toàn thể hội trường, nhằm mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho công trình nhà hàng tiệc cưới này. Quý vị cảm nhận về công trình nhà hàng tiệc cưới, trung tâm tổ chức sự kiện này như thế nào? Rất ấn tượng, hoành tráng và cuốn hút. Hãy dành cho kiến trúc sư của Apollo Việt một like và một sub quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Nhà đẹp Apollo Việt trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.